Chợ đầu mối Hòa Cường hiện ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là tiểu thương. Ngày hôm qua 26 tháng 12, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tất cả tiểu thương tại chợ và triển khai các biện pháp truy vết, giám sát dịch bệnh nhằm đảm bảo chợ đầu mối hoạt động an toàn trong điều kiện dịch bệnh và cung ứng hàng hóa cho người dân. Ngay khi ghi nhận ca mắc COVID-19 tại khu vực hàng ăn và khu kinh doanh Lộ Thiên tại chợ đầu mối Hòa Cường, Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã tiến hành lấy mẫu diện rộng cho hơn 1.300 hộ kinh doanh đang hoạt động tại chợ để tầm soát và nhanh chóng bóc tách F0. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần cũng được lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Hiện tại, Ban Quản lý chợ đã đóng cửa và tạm dừng kinh doanh tại khu vực Lộ Thiên với hơn 600 hộ trong vòng 7 ngày, đồng thời yêu cầu tất cả hộ kinh doanh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam và những người có liên quan khai báo y tế tại địa phương để được lấy mẫu kịp thời. Cùng với đó, 220 camera cũng được bố trí tại các cửa ra vào chợ và các quầy sạp của hộ kinh doanh nhằm phục vụ công tác điều tra, truy vết dịch tễ trường hợp tiếp xúc gần.